có nhiều cách để giúp việc giáo dục cho con quý vị. Một cách trong số đó là tham gia họp phụ huynh giáo viên được tổ chức tại trường của con quý vị. Đây là các cuộc họp ngắn được tổ chức ở trường. Trong đó phụ huynh và giáo viên có thể trao đổi về tiến bộ của học sinh. Mỗi trường học tự quy định số lượng cuộc họp họ có thể sẽ tổ chức. Có thể có 1-3 cuộc họp trong một năm học. Điều quan trọng cần ghi nhớ là quý vị có quyền yêu cầu thông dịch viên. Nếu cần thiết mà quý vị hoặc gia đình không cần phải trả tiền, giáo viên sẽ có thể sắp xếp thông dịch viên khi quý vị hẹn lịch để tham gia cuộc họp này. Tại cuộc họp, các giáo viên của con quý vị sẽ cung cấp tin tức về con quý vị. Giáo viên sẽ thông báo cho quý vị về tiến bộ của con trong các hoạt động trong lớp như thế nào, cũng như con đang thể hiện các kỹ năng xã hội ra sao. Giáo viên sẽ nói về những điểm mạnh và mục tiêu cần cải thiện của con mình. Đồng thời, họ có thể đặt câu hỏi về con trẻ của quý vị. Là một phụ huynh, quý vị là thành viên quan trọng trong đội ngũ hỗ trợ học tập này. Chúng tôi rất hoan nghênh quý vị đặt câu hỏi. Những câu hỏi quý vị có thể hỏi là: 1. Tôi có thể theo dõi điểm số trực tuyến của con bằng cách nào? 1. 2. Làm sao để con tôi nhận được giúp đỡ trong trường? 3. Tôi có thể làm gì ở nhà để giúp con mình thành công ở trường? 4. Tôi có thể liên lạc với giáo viên bằng cách nào? 5. Trường học hoặc giáo viên muốn chúng tôi dùng phương pháp nào để nói chuyện với họ? Có cần chúng tôi tải xuống một ứng dụng hay không? Một điều cũng rất quan trọng cho giáo viên của con quý vị: phải cung cấp email hoặc số điện thoại đang dùng cho quý vị để có duy trì liên lạc trong tương lai. Dưới đây là một số lời khuyên về cuộc họp phụ huynh giáo viên. Khi hẹn họp phụ huynh giáo viên thì quý vị phụ huynh nên đến sớm 5 phút trước giờ họp. Việc bắt đầu cuộc họp đúng giờ này rất quan trọng. Cha hoặc mẹ hoặc cả hai, hoặc một thành viên lớn khác trong gia đình có thể dự họp này. Nếu quý vị không hiểu rõ giáo viên nói gì, quý vị có thể yêu cầu họ nói chậm lại hoặc lặp lại cho phụ huynh hiểu. Nếu quý vị không có xe hơi để đến trường thì xin hãy yêu cầu họp bằng điện thoại. Ở Mỹ, việc tham gia các cuộc họp với giáo viên thể hiện rằng quý vị coi trọng việc học tập giáo dục của con quý vị. Chúng tôi khuyến khích quý vị hãy tham gia nếu có thể